các bạn đang nghe chương trình My Radio của kênh vlogvlog com Xin chúc các bạn một ngày với thật nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Câu chuyện đi xe buýt. Một người phụ nữ bước lên xe buýt với dáng vẻ mệt mỏi. Ngay lúc đó, một người đàn ông có tuổi đang ngồi ghế gần đấy đứng dậy. Cô này ấn vai ông ta xuống và nói: Ông cứ ngồi đi, tôi đứng được mà. Ở bên tiếp theo, ông kia lại bị ấn vai xuống với cùng câu nói ấy. Đến bên thứ ba, mọi chuyện vẫn lặp lại. Lúc này người đàn ông không chịu nổi, đành khẩn khoản: ừ, Xin cô để cho tôi xuống. Cô đã làm tôi bị quá hai bến rồi <cười> <cười> Câu chuyện không mặc quần Buổi tối, khách mới đến ngồi chơi có vài phút Chủ nhà đã vội vàng thổi phụt đèn đi Ê, ngồi nói chuyện với nhau hà tất chi phải đèn đóm Tốn dầu vô ích không à Chuyện trò xong, chủ nhà đứng dậy châm đèn Khách vội kêu lên Ê quan, Ờ uh, đợi, đợi tôi mặc cái quần mà đã trong bóng tối hà tất gì mặc quần mòn đũng vô ích không nhỉ <laughs> câu chuyện giải nobel câu hỏi đặt ra cho giải nobel năm nay là nếu bạn có một chiếc máy bay và một trái bom thì bạn sẽ làm gì người mỹ nói tôi sẽ ôm trái bom lên máy bay ném sang các nước hồi giáo is nói à, tao sẽ đổ đầy nhiên liệu về lái máy bay cùng bom cùng ngoài khách đâm vào nước mỹ <laughs> đến Việt Nam đưa ra phương pháp bom cưa lấy thuốc nổ lấy sắt máy bay thì đem cưa lấy nhôm bán ve chai cái nào cũng kiếm được tiền cuối cùng Việt Nam được trao hai giải Nobel về kinh tế và hòa bình <laughs> câu chuyện chết không yên bỗng nghe tiếng gõ lốc cốc từ nghĩa địa vang ra anh chàng hốt hoảng tưởng là có ma nhưng nhìn vào nghĩa địa lại thấy một ông già đang đục phết gì đó trên một bia mộ anh ta thở phào và nói Ôi oh my god, tôi lại tưởng ông là ma chứ. Thế tối nay ông làm gì ở đây vậy? Ông già bực tức trả lời. Không biết cái thằng nào mà làm bia mà khắc cái tên tao ông xài nó bực cơ mình. <laughs> Câu chuyện buồn hơn. Ê, chồng anh buồn thế, có chuyện gì vậy? Mẹ tôi mất tháng 6, để lại cho tôi 3.000 đô la. Xin chia buồn cùng anh. Thế rồi tháng 7, bố tôi lại chết, để lại cho tôi 7.000 đô la. Trời đất, chỉ trong có hai tháng mà anh mất đi những người thân yêu nhất Tôi hiểu vì sao anh lại buồn như thế vậy Chưa hết đâu anh ạ Tháng 8 rồi, gì tôi chết Để lại cho tôi cũng 10.000 đô la Anh thật là người bất hạnh Nhưng buồn hơn nữa là Tháng này chả có ai chết cả